lo ayam phadanta thamma savana ka lo ayam phadanta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, duttiyammi buddham saranam gacchami, duttiyammi dhammam saranam gacchami, duttiyammi sangham saranam gacchami, tatiyammi buddham saranam gacchami tatiyammi dhammam saranam gacchami tatiyammi sangham saranam gacchami iti viso bhagava arahaṃ sammā sambuddho vicca caraṇa sampanno sugato lokavido anuttaro Purisa dhamma sarathi sattha deva manusthanam buddho bhagavati nati me saranam anyam buddho me saranam varang etena sacca vacchena hotu me jaya mangalam uttamam gena vandeham Bada pang song wa ruta mang bua te yo kali to do so bua to kamatu tang ma mang. Sua ka to phagavata thammo sande ti ko kali ko ehi pasi ko opanayi ko. Pachatang vedita po venyo hiti nati me saranang anyang thammo me saranang varang etena sacca vacchena hotu me jaya mangalang uttamang gena vandeham Thamman chaduvi thangvarang thamme yo khali to do so thammo khammatutang mamang. Sopati panno phagavato savaka sangko ujjopati panno phagavato savaka sangko. Nyayapatipanno phagavato savaka sangho samichipatipanno phagavato savaka sangho yadidang chattari purisa yogani atha purisa bhogala esa phagavato savaka sangho Ahunayo, pahunayo, dakinayo, anchalikaraniyo, anuttarang buñyakkhettaṃ. Lokasatinati me saranaṃ anyaṃ saṅkho me saranaṃ varaṃ etena sacca vacce. Naho tu me chaya mangalang uttamang gena vandeham sanghan chaduvi thattamang sanghe yo khali to do so sangho khamatutang mamang Vandami chetiyang sapang sapathane supatitang saririkathatu mahabodhin Buddharupang sakalang sadang Sambuddhe atthavisanchadvadasanchasahasake panchasatasahasan Ninamami sirasa aham te sanghamman cha sangham cha adare nanamami ham namakkaranu fave nahan tuasa pe upapkave aneka an
pivina santo ase sato sampo te pancha panya sancha chatu visapi sahasake dasa sata sahasa nina mami sirasa aham te sangham mancha sangham cha adare nana mami hang nama karanu fa we na han to sa pe upata we anekam antaraya pi we na santo ase sato sampo te na watara sate atha jata li sa sahasa ke we sati sata sahasa nina mami sirasa aham te sangham mancha sangham cha adare nana mami ham namakkaranu fa we nahan tva sa pe upaka we aneka antaraya pi we na santo ase sato sape purati mayani saya sata avera sukhi hantu sape purati maya anudisa ya sata avera sukhi hantu sape dakina yani saya sata avera sukhi hantu sape dakinaya anunisaya satta avera sukhi hantu sape pachimaya nisaya satta avera sukhi hantu sape pachimaya anunisaya satta avera sukhi hantu sape uttaraya nisaya satta avera sukhi hantu sape uttaraya anunisaya satta avera sukhi hantu sape uparimaya nisaya satta avera sukhi hantu sape hetimaya nisaya satta avera sukhi hantu sape satta avera hantu sukhita hantu nidukha hantu abhyapaccha hantu anikha hantu nikha yuga hantu aroga hantu sambhati samicchantu sukhi attanam pariharantu dukkha patta cha niddukkha phaya patta cha niphaya soka patta cha nisoka hantu sape dibanino akasatha cha pummatha devana kamahijika punyang no anumodantu jirang rakhantu sasanang akasatha cha pummatha devana kamahijika punyang no anumodantu jirang rakhantu no garo akasatha cha pummatha devana kamahijika punyang no anumodantu jirang rakhantu nyatayo akasatha cha pummatha devana kamahijika punyang no anumodantu jirang rakhantu panino akasatha cha pummatha devana kamahijika punyang no anumodantu jirang rakhantu no sada idang watano punyang asawakaya wahang hotu anagate kale sadhu 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 sadhu. Thời kinh Lương Bảo đã tụng xong, kính mời giảng sư Tinh Tệ từ bi hoan hỷ giảng dạy bài học Pali ngày hôm nay. Chúc lớp có buổi học pháp an vui ạ. À, con kính dâng bích tín sư ạ. À, nam mô tham mây giá nam mô tăng thầy giá. Xin chào mọi người, hôm nay thì chúng ta bắt đầu học bài số 10
Sư hỏi không biết là Tết các tử muốn nghỉ Tết không? Hay làm học luôn? Đức muốn nghỉ Tết hay là học luôn? Dạ, nghỉ đi sư. Hả? Dạ, con thì tối học được, nhưng mà mấy bạn khác thì con không biết. Tại một tuần mình học có một buổi à. Còn không thì mình cứ học đi rồi ai bệnh thì mình lên nghe sao. Dạ, con kính là đại sư. Dạ, dạ. Để mình học được liên tục. Tại khi mình học thường xuyên á, các tử mình dễ nhớ hơn. Chứ học mình nghỉ, thì mình không có, mình dễ quên. Là, cho nên những khi mà sư bệnh sư cũng cố gắng sắp xếp thời gian đó là bệnh buổi đó thì mình sẽ học bù ở những buổi sau để một tuần khác để mình có một buổi học giống như mọi lần mà mình học ở trong lớp một tuần một buổi mà mình nghỉ nhiều quá thì khi học cả năm tới một năm hai năm mình mới học để cô nương tắt mấy trà cô nương. Trong khi đó mình học ở trên Zoom này thì chúng ta thấy học rất là nhanh, mấy tháng mà chúng ta đã học xong một quyển. Thực ra cái mức độ học thì nó vẫn giống nhau, nhưng mà vì mình học được liên tục cho nên mình thấy nhanh hơn. Còn mình học ở tại lớp tại chùa vì mình học mình nghỉ nhiều quá. Rồi bây giờ bữa nay chúng ta học bài số 10. Hình như bữa nay cái điện thoại của Trân sao Trân? Dạ sao là sao cô? Điện thoại con sao cô? Bài số 10 đó là lễ thành hôn. Trong phần này thì sau phần đoạn lịch sử thì chúng ta có phần văn phạm đó là giới từ, rồi tiếp vị nữ tô, thứ ba là danh từ trung tính quỷ nữ khác như là cu lắc. Mấy hôm nay chúng ta học thì mới được hai dạng danh từ, tức là danh từ nam tính quỷ nữ khác như là na tát, rồi danh từ nữ tính quỷ nữ a như là âm ma. Hôm nay thì chúng ta học một thêm một loại danh từ nữa, đó là danh từ trung tính vì người khác như là cú lá. Đây là phần đoạn lịch sử ở trong bài học ngày hôm nay. Quần thần và dân chúng khắp nơi trong hoàng thành rất vui mừng sau khi nghe tin từ đức vua. Ta sẽ nhường ngôi cho thái tử Tiết Thất Thát và thái tử sẽ kết hôn cùng công chúa Yasothara. Họ vui vì nghĩ rằng chúng ta sẽ có được một vị vua có cả tài lẫn đức để cai trị quốc độ. Công chúa Yasothara còn được gọi là Bimba hay Pada Kachana, là con vua Suppaputhat và hoàng hậu Pamita thuộc dòng tộc Koliya ở thành Devadatta. Sau này công chúa còn có tên gọi là Rahulakmata. Vào ngày rằm tháng Asalha, lễ thành hôn được tổ chức rất long trọng và có cả những bà la môn, thần dân bên trong và bên ngoài hoàn thành đến dự. Khi ấy thái tử và công chúa đều mới tròn tuổi 16. Cũng trong ngày này đức vua đã truyền ngôi cho thái tử. Thì đó là phần đoạn lịch sử. Bây giờ trước tiên thì chúng ta sẽ học phần ngữ vựng, một số ngữ vựng trong đoạn lịch sử này. Thái tử Siddhartha hôn cùng với công chúa Yasothara vào ngày rằm tháng A sao hết,
tháng A La Hán này thường nó là độ khoảng tháng 6, mà nếu mà nó có trùng thì trùng với tháng 6. Rồi đây là phần ngữ vựng. Phát đa cái cha na cúc ma ri công chúa phát đa cái cha na ma hà chát na đại chúng bao mùa đã tí là dạ thưa sư không có thấy chữ hả à? Dạ thưa sư không có thấy chữ đó, sư. Ủa sao không thấy chữ? Chỉ thấy hình của sư thôi mà thấy mặt sư à. Vậy à? Chia sẻ rồi sao thấy chữ? Thấy chưa? Dạ rồi. Phát đà khai chà nà rai nhá phu mà ri công chúa phát đà khai chà nà ma hà chân mát là đại chúng bao mù đất tiết là hoan hỷ à quá hát tiết là kết cô ba lê tiết là cai trị và tiết ba đi giá tiết được tổ chức xá hoặc sách thinh cùng với chim tán mát tô do sự suy nghĩ phim phim pa ra chắc của Mary câu chú phim pa lần nữa ha phát đà cái cha ra chắc của Mary phát đà cái cha na ra chắc của Mary ma hà chân má pa mô đắc tí à quá hát tí pa lê tí tí pa đi giá tí Saha Sathin Chintanato Pimparaja Umari. Đây là nữa ha. Pada Kachana Raja Umari Mahachana Pamudati Awahati Paleti Patipadiyati Saha Sathin Chintanato Pimparaja Umari. Rồi mời lớp giơ tay lên để đọc bài. Cùng căn nhà mời lớp. Dạ. À, có anh Cát Khánh nè, chị mời anh Cát Khánh mời lớp đọc bài. Dạ. Dạ. Dạ mời Phật tử Kim Cúc à. Thưa sư xin đọc ạ. Phật đa cha na ra cha cú mari là công chúa phát đa các cha na ma ha cha na là dân chúng bá mô đá tí là vui mừng a quá há tí là kết hôn ba lê tí là ba lê tí là cai trị. À, cai trị, ba lê tí là cai trị. Bá tí ba đi giá tí là được tổ chức. Xá há sắc thiên là cùng với chinh tá nát tô. Vì sự nghĩ, do sự nghĩ. Pimpa ra chá cú ma ri là công chúa. Pimpa. Thưa sư hết rồi. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Cô Vân xin đọc. Phát Đa Cách Cha Nara Chá Cú Ma Ri Công Chúa Phát Đa Má Ha Chá Ná là dân chúng Bá Mô Đá Tí là vui mừng A Quá Há Tí là kết hôn Ba Lê Tí là cai trị Bá tí ba đi giá tí được tổ chức sắp hình xá há là cùng với chin tá ná tô vì sự nghĩ
do sự nghĩ. Bimpara Chá Cú Mari, công chúa Bimpa, dạ con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Phát Đa Cá Cha Nara, Phát Đa Cá Cha Nara Chá Cú Mari là công chúa Phát Đa Cá Cha. Maha Chana là dân chúng. Pá Mô Đa Tý là vui mừng. A Quá Há Tý là kết hôn. Pa Lê Tý là cai trị. Pá Tý Pa Đi Giá Tý là được tổ chức. Sá Ha Sát Thinh là cùng với. Chin Tá Nát Tô là do sự nghĩ. Bim Ba Ra Chá Cú Ma Ri là công chúa Bim Ba. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phụng. Dạ, xin mời Phật tử Phụng hay là Phụng? Cô Phúng đi. À, dạ, rồi cô Phúng, dạ. Cô kính lãnh lễ sư ạ. Dạ, con xin được đọc. Bát Đa Cá Cha Na Ra Chắc Ma Ri là công chúa Bát Đa Cá Cha Na Cha Na. Maha Chana là dân chúng. Pa Mô Đa Tý vui mừng. A Va Há Tý kết hôn. Bà Lê Tý cai trị. Bá Tý Bà Đì Giá Tý được tổ chức. Sá Há Sát Thiền cùng với. Chìn Tá Ná Tù vì nghĩ do nghĩ. Bimba Ra Chá Cú Ma Ri, công chúa Bimba. Dạ, thưa con đã đọc xong ạ. Xin nhường cho người khác. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ, con xin đọc ạ. Bát Đa Cát Cha Na Ra Chá Cú Ma Ri là công chúa Bát Đa Cát Cha Na. Maha Chana là dân chúng. Pá Mô Đá Tý là vui mừng. A Quá Há Tý là kết hôn. Pa Lê Tý là cai trị. Pa Tý Pa Đi Giá Tý là được tổ chức. Sát Thiên Sát Há là cùng với. Chin Tá Ná Tô là sự suy nghĩ. Do sự nghĩ. Bimbara Chak Umari là công chúa Bimba. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Ngọc Trân ạ. Dạ thưa sư, xin đọc từ vựng. Phát Đa Cá Cha Na Ra 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 Chá Cú Ma Ri, công chúa Phát Đa Cá Cha Na Maha Chana, đại chúng, dân chúng. Pa Mô Đa Tý, vui mừng. A Quá Há Tý, kết hôn. Lê Tý, cai trị. Pa Tý Pa Đi Giá Tý, được tổ chức. Sá Há Sát Thiên, cùng với. Chin Tá Ná Tô, do sự suy nghĩ, vì sự suy nghĩ. Bimba Ra Chá Cú Ma Ri, công chúa Bimba. Dạ thưa sư, xin hết. Yeah. Xin mời Phật tử Diệu Phỉ. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Phát Đa Cá Cha Na Ra Chá Cú Ma Ri, công chúa Phát Đa Cá Cha Na. Maha Cha Na là đại chúng, dân chúng. Pa Mô Đa Tý là hoan hỷ, vui mừng. A Quá Há Tý là kết hôn. Pa Lê Tý là cai trị. Pa Tý Pa Đi Giá Tý là được tổ chức. Sá Há Sát Thinh là cùng với. Chân Tá Na Nhá Tô là do sự suy nghĩ. Bimba Ra Chá Cú Ma Ri là công chúa Bimba. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử Phùng Đẹp ạ. À.
Dạ, con xin đảnh lễ sư, con xin đọc từ vựng ạ. Bát Đa Cát Chan Na Ra Chát Cú Ma Ri là công chúa Bát Đa Cát Chan Na. Má Ha Chan Na là dân chúng. Ba Mô Đá Tí là vui mừng. A Qua Há Tí là kết hôn. Ba Lê Tí là cai trị. Ba Ti Ba Đi Giá Tí là được tổ chức. Sá Ha Sát Thinh là cùng với. Chinta Nát Tô là sự suy nghĩ, do sự suy nghĩ. Bimba Ra Chát Cú Ma Ri là công chúa Bimba. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc. Phật đề Cách Chê Nà Rê Chế Cú Ma Ri, công chúa Bạc Đề Ca Chiên Viên. Má Hà Trái Ná, dân chúng. Bá Mô Đá Tí vui mừng. A Quá Há Tí kết hôn. Bá Tí Bà Đi Dê Bá Tí Bà Đi Dê Tí cai trị. Ủa ngoại Bà Lê Tí cai trị. Bà Lê Tí cai trị. Bá Tí Bà Đi Dê Tí được tổ chức. Sẽ hé sắp tin cùng với chính tế nét tô vì sự nghĩ, do sự nghĩ. Bimbe Re Tré Cú Ma Ri, công chúa Bimbe. Dạ thầy sư, xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Quang Thanh nè. À, con kính đảnh lễ sư. Dạ thưa sư, con đọc bài ạ. Alo. Dạ con đọc mà sư có nghe thấy không ạ? Đi, đọc đi. Mà con đọc mà mọi người không nghe thấy gì sao? Là thư sư con đọc bài Phát Đà Cách Tát Chá Nà Ra Chá Cúm Ma Ri là công chúa Cúm Ma Ri. Má Ha Chá Na là dân chúng. Bá Mô Đá Tí là vui mừng. A Quá Há Tí là cai trị, là kết hôn. Ba Lê Tí là cai trị. Bá Tí Ba Đi Giá Tí là được tổ chức. Là cú ít chín tám ba ra chá cú ma ri là công chúa Bim Bạ. Giáo sư con xin hết ạ, do mạng bên con nó hơi chập chờn. Xin mời Phật tử Phạm Tình Thảo. Dạ thưa sư, con xin đọc ngữ vựng ạ. Phát Đa Cát Chan Na Ra Chá Cú Ma Ri là công chúa Phát Đa Cát Chan Na. Maha Chana là dân chúng đại chúng. Bá Mô Đá Tí hoan hỷ vui mừng. A Quá Há Tí kết hôn. Ba Lê Tí cai trị. Bá Tí Ba Đi Giá Tí là được tổ chức. Xá Há Thích Thiên cùng với Chim Tá Na Tô vì sự suy nghĩ, do sự suy nghĩ. Bimba Ra Chá Cú Ma Ri
là công chúa Binh Ba. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, các Phật tử nào muốn đọc nữa không? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. À, anh nghe đọc lại ha. Lớp cố gắng đọc phân biệt chữ S, chữ A, chữ I, chữ I, chữ I. Cố gắng đọc phân biệt cho nó được. Phát đa cái cha na ra chát cú ma ri. Phát đa cái cha na ra chát cú ma ri. Ma hà chát na. Ma hà chát na. Pháp mô đá tí. Pháp mô đá tí. À quá há tí. À quá há tí. Pa lê tí. Pa lê tí. Pa tí pa đi á tí. Pa tí pa đi á tí. Sa há sát thình. Sa há sát thình. Chín tá nạ tô. Chín tá nạ tô. Pim pa ra chát u ma ri. Pim pa ra chát u ma ri. Rồi bây giờ chúng ta qua trang 2 ha. Sopapukhat Koliya Yama Koliya Pamita Pamita Devi Hoàng hậu Pamita Dewa Daha Nakara Thành Dewa Daha Rahula Mata. Rahula Mata này nếu ta dịch thì nó dịch là Rahula mẫu hay là mẹ của Rahula. Rất thăng. Rất thăng là xứ. Nước. Giờ nước Việt Nam. Nước Lào, Campuchia gì đó. Anh Tô. Là bên bên trong. Pháp Ý. Bên ngoài. A Yú Phá Ma Ná. Là độ tuổi. A Sa La Phá Ma Sá. Tháng A Sa La Phá. Sopaputha Raja. Sopaputha Raja. Koliya Pamita Devi. Pamita Devi. Dewa Daha Nagara. Dewa Daha Nagara. Rahula Matu. Rahula Matu. Rathang Anto Pahi Ayupamana. A sa la pha ma sa. Đây là nữa. Sopaputha Raja. Koliya Pamita Devi. Dewa Daha Nagara. Rahula Matu. Rathang Anto Pahi Ayupamana. A sa la pha ma sa. Rồi giờ mời lớp giơ tay lên để em đọc bài. Khánh mời mời từ trên xuống ha. Mời ai giơ tay trước. Mời từ trên. Xin mời Phật tử Kim Cúc. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Suppa Buddha Raja là vua Suppa Buddha. Koliya là họ Koliya. Pamita Devi là hoàng hậu Pamita. Dewa Daha Nagara là thành Dewa Daha Daha. Rahula Matu là mẹ của Rahula. Rathang là nước. Anto bên trong. Bá Hí bên ngoài. Ayu Pamana là độ tuổi. Asala Masa là tháng Asala. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bà sư con xin đọc ạ. Suppa Buddha Raja là vua Suppa Buddha. Koliya là dòng họ Koliya. Pamita Devi là hoàng hậu Pamita. Dewa Daha Nagara
là thành Đê Quá Đá Há. Rahula Matu là mẹ của Rahula. Rách Thăng là xứ, là nước. Anto là bên trong. Bá Hí là bên ngoài. Ayupa Mana là độ tuổi. Asalha Masa là tháng Asalha. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo. Dạ, bạch sư con xin đọc. Suppa Putta Raja, vua, đức vua Suppa Kodiya là dòng tộc Kodiya. Pamita Devi, hoàng hậu Pamita. Dewa Daha Nagara, thành Daha. Dewa Daha. Rahula Mata Matu là Rahula. Anto Ba Hí, Anto là bên trong, Ba Hí là bên ngoài. Ayupan Mana là độ tuổi. Asanha Masa là tháng Asanha. Con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Thưa con kính đảnh đại sư, con xin phép được đọc bài Suppa Putta Raja, vua Suppa Kodiya, dòng họ Kodiya. Pamita Devi, hoàng hậu Pamita. Dewa Daha Nagara, thành Dewa Daha. Rahula Matu, mẹ Rahula. Rathang, nước, xứ. Anto, bên trong. Bahi, bên ngoài. Ayupa Mana, trọn tuổi. Asa Thamasa, tháng Asanla. Dạ, con xin cảm ơn. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Nhà bà sư con xin đọc. Suppa Putta Raja là vua Suppa. Kodiya là dòng tộc Kodiya. Pamita Devi là hoàng hậu Pamita. Dewa Daha Nagara là thành Dewa Daha. Rahula Matu là mẹ Rahula. Ratha là quốc độ, là xứ, là nước. Anto là bên trong. Bá Hí là bên ngoài. Ayupa Mana là độ tuổi. Asaha Masa là tháng Asaha. Dạ bạch sư con xin hết. Phật tử Ngọc Trân. Sơn xin đọc từ vựng. Suppa Putta Raja, vua Suppa Putta Kodiya, dòng tộc Kodiya. Pamita Devi, hoàng hậu Pamita. Dewa Daha Nagara, thành Dewa Daha. Rahula Matu, mẹ Rahula. Rathang, xứ, nước. Anto bên trong, Bá Hí bên ngoài. Ayupa Mana độ tuổi. Asala Masa tháng Asala. Dạ thưa sư xin hết. Mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Suppa Putta Raja là vua Suppa Putta. Kodiya là dòng tộc Kodiya.
Panita Devi, hoàng hậu Panita, Dewa Dahana Vara là thành Dewa Dahá. Rahula Natu, mẹ của bên bái dí bên ngoài. Asuka Nana là độ tuổi. Asanha Masa là tháng. Asanha là thứ sư con xin hết ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Supa Buddha Raja là vua Supa Buddha. Koliza là dòng họ Koliza. Pamita Devi là hoàng hậu Pamita. Dewa Dahana Gara là thành Dewa Dahana. Rahula Matu là mẹ của Lahona. Ratthang là xứ nước. Anto là bên trong. Bahi là bên ngoài. Azupa Mana là độ tuổi. Asal Há Ma Xá là tháng. Asal Há, bạch sư con xin hết ạ. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Supa Buddha Raja là vua Supa Ba. Koliya là dòng họ Koliya. Pamita Devi, hoàng hậu Pamita. Dewa Dahá Nagara là thành Dewa Dahá. Rahula Matu là mẹ của Rahula. Ratthang là quốc độ nước. Anto là bên trong. Bahí là bên ngoài. Ayubamana là độ tuổi. Asaha Masa là tháng. Asaha, dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời Phật tử quan tâm ạ. Dạ, xin mời cô Phúng ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư, con xin đọc. Supa Buddha Raja, vua Supa Buddha, Koliya, dòng tộc Koliya, Pamita Devi, hoàng hậu Pamita, Dewadahanagara, thành Đê Quá Đá Há. Rahula Mà Tú, mẹ Rahula. Ratthang là quốc độ, xứ. Anto bên trong, Bá Hí bên ngoài. À Dú Bá Mà Ná, độ tuổi. À San Há Mà Sá, tháng A San Há. Dạ, con đã đọc xong ạ. Số mơ Phật tử Tiên Mã. Dạ, thầy sư xin đọc. Chúc bé bút thế ra trá vua thiện giác. Cô Lý Giá, dòng tộc Câu Lị. Bé Mí Tê Đê Quy, hoàng hậu Cam Lộ. Đê Quê Đê Há Ná Gá Rá, thành Thiên Trì. Rê Hú Lá Ma Tú, mẹ Rê Hồ La. Ratthang quốc độ, nước. Anto là bên trong, Bá Hí là bên ngoài. Ayú Bá Ma Ná, độ tuổi. Asaha Ma Sá, tháng Asaha. Dạ thầy sư xin hết. Xin mời Phật tử quan tâm nè. Dạ thầy sư con xin đọc ạ. Supa Buddha Raja,
cô lý giá ba ta đề quy đề quá đá ha ná gá rá ra hú lá ma tú rắp thăng âm tô ba hí a hú bá ma ná a sa há ma sá Dạ, có Phật tử nào muốn đọc không ạ? Dạ, tư sư đã hết rồi sư. Rồi nghe đọc lại một bản nữa được là học phần mới ha. Sopaputha Raja của Sopaputha Koliya tộc Koliya Pamita Devi Hoàng hậu Pamita đề quá đa ha na ga ra thành đề quá đa ha ra hu la ma tu mẹ của rào la rắc thăng quốc độ xứ nước anh tô bên trong ba hi bên ngoài a du pa ma na độ tuổi a sa ha ma sa ha a sa ha chữ này hầu như nghe đáp tử mình đọc chưa được lắm à, nhiều người đọc chưa được. Rồi phần tiếp theo đó là phần văn phạm các tiếp vị ngữ của danh từ trung tính. Tiếp vị ngữ của danh từ trung tính. Hôm trước mình học của các tiếp vị ngữ của danh từ nam tính là có mấy tiếp vị ngữ? Có còn nhớ không? Học nam tính mình có mấy tiếp vị ngữ? Dạ thưa sư 7 ạ. Đúng rồi, có 7 tiếp vị ngữ ha. Tức là A, A, I, I, U, U, O. Danh từ nữ tính có mấy tiếp vị ngữ? Bạch sư là 5 ạ. Đúng rồi, tháng 5 tức là A, I, U, A. Không có màn hình sư. A, I. I-U-U ha. Hôm nay thì mình học danh từ trung I-U ha. Và các em đã làm học về danh từ trung tính vị ngữ ác ha. Bạn chia đầy đủ theo cái danh từ cú lá. Ở đây mình có đó là chủ cách số ít cú lăng, số nhiều cú la, cú la ní. Đối cách số ít là cú lăng, số nhiều cú lê, cú la ní. Sử dụng cách số ít của lê ná, số nhiều của lê hí, của lê phí. Chỉ định cách số ít của là giá, của là tá, số nhiều của là năng. Số sư cách số ít của là, của lầm hà, của lắc ma, số nhiều của lê hí, của lê phí. Sở thuộc cách số ít của lắc xá, số nhiều của là năng. Định sở cách số ít của lê, của lầm hí, của lắc minh, số nhiều của lê xú. Vô cách số ít của lá, của là số nhiều, của là ní. Thì đây là bản chia đầy đủ. Giờ chúng ta xem cái bản tóm tắt. Rồi sau đó chúng ta tập chia. À, tìm các danh từ trung tính có tiếp vị ngữ là ác. À, để nó chia giống như cái bản này. Rồi chúng ta xem lại. Chủ cách số ít của là số nhiều, của là ní. Đối cách số ít của lăng, số nhiều của là ní. À, sử dụng cách số ít của lê ná, số nhiều của lê hí, của lê khí.
chỉ định các số ít cú la giá cú la sát số nhiều cú la năng số sư các số ít cú la cú lâm hà cú la ma số nhiều cú lê hí cú lê phí sở thuộc các số ít cú la sát số nhiều cú la năng định sở các số ít cú lê cú lâm hí cú la số nhiều cú lê su hô các số ít cú la số nhiều cú la ní. Bây giờ chúng ta sẽ tập chia bằng cách là mình có thể chia lại danh từ cú lá hoặc là tìm một danh từ nào đó mà nó tận cùng bằng ác ở dạng trung tính để chúng ta áp dụng cho cái bảng chia này. Rồi mời lớp giơ tay lên để mình tập chia. Mình tập chia cái bảng chia danh từ này. Khánh mời lớp chia. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ trung tính số khá là sự an lạc đó sư. Dù các số ít số khăn số nhiều số kha số khan ý đối các số ít số khăn số nhiều số khê số khan ý. Okay, dạ, dạ, sở dụng các số ít số khê ná số khê hí số khê phí chỉ định các số ít số khà giá số số khách khách xá số nhiều số khả năng số sư các số ít số khà số khâm hà số khách ma số nhiều số khê hí số khê phí sở thuộc các số ít số khách xá số nhiều số khả năng định sở các số ít số khê, số kham hí, số khát min, số nhiều, số khê số, hồ cát số ít, số khá, số kha, số nhiều, số kha ní, thưa sư xin hết. Xin mời cô Phúng ạ. Dạ, con kính lễ sư, con xin đọc chia bảng với từ là sa sa ná. Sa sa ná là tin tức, là thông điệp. Dạ, chủ cát số ít. Sa sa năng su nhiều sa sa na ní đối các số ít sa sa năng su nhiều sa sa nề sa sa na ní sở dụng các số ít sa sa nề ná su nhiều sa sa nề phí hí sa sa nề phí chỉ định các số ít sa sa na giá sa sa na giá xá số nhiều sa 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 na năng xuất xứ các số ít xà xá nà xà xá nằm hà xà xá nát mà số nhiều xà xá nề hí xà xá nề phí sở thuộc các số ít xà xá nát xá số nhiều xà ná nà nằng định sở cách số ít xà ná nề xà ná nằm hí xà ná nát mìn số nhiều xà ná nề số hô cấp số ít kéo lên chút là con không thấy ạ. Định vô các số ít xà xá con không thấy xà xá ná xà ná nà số nhiều xà ná ni xà ná nà ni. Dạ con đã đọc xong ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Có nó bị án cái dòng cuối không? Dạ không, vẫn thấy dòng cuối á thưa sư. Chắc cái máy của con nó bị án dòng cuối á. Dạ bạch sư, con xin chia bảng biến cách danh từ trung tính vĩ ngữ á như là xì lá. Chủ cách số ít xì lăng, số nhiều xì la, xì la ní. Đối cách số ít xi lăng, số nhiều xi lê, xi la ní. Sử dụng các số ít xi lê ná, số nhiều xi lê hí, xi lê phí. Chỉ định các số ít xi la giá, xi la xá, số nhiều xi la năng. Xuất xứ cách số ít xi la, xi lam ha, xi la ma, số nhiều xi lê hí, xi lê phí. Sở thuộc cách số ít xi la xá, số nhiều si la năng. Định sở cách số ít si lê, si lâm hí, si lát minh, số nhiều si lê xuống,
Bồ Tát Xô Ích Xì Lá Xì La Xì La Ní. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời cô Diệu Bảo ạ. Bạch sư con xin đọc một số danh từ trung tính có biến cách như ú đá cá, ú đá căn, số nhiều, ú đá cà, ú đá cà ní, đối cách số ít, ú đá căn, ú đá kê, ú đá cà ní, số nhiều, ú đá kê, ú đá kê, ú đá cà ní, sử dụng cách số ít, ú đá kê ná, số nhiều, ú đá kê hí, ú đá kê phí, chỉ định cách số ít, ú đá ca giá, ú đá cách xá, số nhiều, ú đá ca năng, xuất xứ cách số ít, ú đá ca, ú đá cầm hà, ú đá cách ma, số nhiều, ú đá kê hí, ú đá kê phí, sở thuộc cách số ít, ú đá cách xá, số nhiều, ú đá ca năng, định sở cách số ít, ú đá kê, ú đá cầm hí, ú đá cách minh, số nhiều, ú đá kê số, hô cách số ít, ú đá cá, ú đá ca, số nhiều, ú đá ca hít ní, con xin hết ạ. Dạ, bạch sư con xin chia danh từ trung tính có biến cách như quá ná là rừng ạ, chủ cách số ít, quá năng số nhiều, quá na ní đối cách số ít, quá năng số nhiều, quá nê quá na ní sử dụng cách số ít, quá nê ná số nhiều, quá nê hí quá nê phí chỉ định cách số ít, quá na giá, quá ná xá, số nhiều, quá na năng, xuất xứ cách số ít, quá na, quá nam hà, quá nát mà, số nhiều, quá nê hí, quá nê phí, sở thuộc cách số ít, quá ná xá, số nhiều, quá na năng, định sở cách số ít, quá nê, quá nam hí, quá nát mình, số nhiều, quá nê xú. Bạch sư con xin hết ạ. Mời Phật tử mang cái lá nên đi. Dạ kính chào sư, dạ thưa sư xin đọc. Chủ cát số ít, cú làng số nhiều, cú là ní, đối cát số ít, cú làng số nhiều, cú lê, cú là ní, sở dụng cát số ít, cú lê ná số nhiều, cú lê hí, cú lê bí. Chỉ định các số ít, cu la giá, cu la xá, số nhiều, cu la năng, số xứ các số ít, cu la, cu làm hà, cu la mà, số nhiều, cu lê hí, cu lê bí. Sở thuộc các số ít, cu la xá, số nhiều, cu la năng, định sở các số ít, cu lê, cu làm hí, cu la minh, số nhiều, cu lê số, cu lê số, hô các số ít, cu la cú là số nhiều, cú là ní. Nghĩa sư xin hết. Hôm nay mà ngày lát mình đi đi đâu mà không thấy lên lớp gì? Dạ con bận học sư. Vậy hả? Dạ. Dạ xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin chia bảng biến cách danh từ trung tính dự án như là Nagara thành phố ạ. Chủ cách số ít, Nagarang số nhiều, Nagara, Nagara ní đối cách số ít, Nagarang số nhiều, Nagare, Nagara ní
sử dụng cách số ít, naga rê ná số nhiều, naga rê hí, naga rê phí chỉ định cách số ít, naga ra giá, naga lắc, naga rắc xá, naga ra số nhiều, naga ra năng xuất xứ cách số ít, naga ra, naga râm hà, naga rắc ma số nhiều, naga rê hí, naga rê phí sở thuộc cách số ít, naga rắc xá số nhiều, naga ra năng định sở cách số ít, naga rê, naga râm hí, naga rắc minh số nhiều, naga rê số hô cách số ít, naga ra, naga ra số nhiều, naga ra ní. Dạ thư sư con xin hết ạ. Phật tử Lâm Thị Nương à. Dạ bà sư, con xin chia bản danh từ trung tính. Như rát thá là quốc độ, là nước, là xứ. Chủ cách số ít là rát thăng. Số nhiều là rát tha, rát tha ní. Đối cách số ít là rát thăng. Số nhiều là rát thê, rát thê ní, rát tha ní. Sử dụng cách số ít là rát thê na. Số nhiều là rát thê hí, rát thê phí. Chỉ định cách số ít, rát tha giá, rát tha xá. Số nhiều, rát tha năng. Xuất xứ cách, số ít, rát tha, rát thăng ha, rát tha ba. Số nhiều, rát thê hí, rát thê phí. Sở thuộc cách, số ít, rát tha xá. Số nhiều, rát tha năng. Định sở cách số ít, rát thê, rát thăng hí, rát thát min. Số nhiều, rát thê xú. Hô cách số ít, rát tha, rát tha, rát tha. Số nhiều, rát tha ní. Dạ bà sư, con xin hết. Ngọc Trân. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ trung tính vị ngữ án như là từ nha ná trí. Chủ cách số ít, nha năng số nhiều, nha na ní. Đối cách số ít, nha năng số nhiều, nha nê, nha na ní. Sử dụng cách số ít, nha nê ná số nhiều, nha nê hí, nha nê phí. Chỉ định cách số ít, nha na giá, nha ná xá số nhiều, nha na năng. Xuất xứ cách số ít, nha na, nha nam ha, nha ná sma số nhiều, nha nê hí, nha nê phí. Sở thuộc cách số ít, nha ná xá số nhiều, nha na năng. Định sở cách số ít, nha nê, nha nam hí, nha ná smin số nhiều, nha nê số. Hô cách số ít, nha ná, nha na số nhiều, nha na ní. Thầy thư sư xin hết. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc bản nguyên cách danh từ trung tính vị ngữ é như cú lá. Chủ cách số ít cú lăng, số nhiều cú lê ní. Đối cách cú lăng, số nhiều cú lê ní. Sử dụng cách cú lê né, số nhiều cú lê hí, cú lê phí. Chỉ định cách cú lê giá, cú lê xé, số nhiều cú lê năng. Xuất xứ cách cú lê, cú lâm hà, cú lê mà, số nhiều cú lê hí, cú lê phí. Sở thuộc cách cú lê xé, số nhiều cú lê năng. Sở thuộc cách cú lê, cú lâm hí, cú lê minh, số nhiều cú lê xú. Hồ cách cú lé, cú lè, số nhiều cú lè ní. Dạ thưa sư, xin hết. Con tử Phùng Đẹp. Dạ thưa sư, con xin chia danh từ trung tính vĩ ngữ A, á như là chít tá. Dạ được không sư ạ? À?
Dạ. Sư là chủ cách số ít là chít tăng, số nhiều là chít ta, chít ta ní. Đối cách số ít là chít tăng, số nhiều là chít tê, chít ta ní. Sử dụng cách số ít là chít tê ná, chít tê hí, chít tê phí. Và số nhiều là chít tê hí, chít tê phí. Chỉ định cách số ít là chít ta giá, chít tác xá, chít số nhiều là chít ta năng. Xuất xứ cách số ít là chít ta, chít tăng ha, chít tác ma. Số nhiều là chít tê hí, chít tê phí. Sở thuộc cách số ít là chít tác xá, số nhiều là chít ta năng. Định sở cách số ít là chít tê, chít ta, chít tăng hí, chít tác minh. Số nhiều là chít tê xú. Hô cách số ít là chít tá, chít ta. Số nhiều là chít ta ní. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, thưa sư đã hết rồi sư. À, phần này thì cảm tử mình chia được khá tốt, chỉ còn sai sót một số ít nhỏ. Bây giờ thì chúng ta học phần văn phạm còn lại, đó là phần tiếp vị ngữ tô với giới từ. Giới từ trước đi, giới từ trước ha. Giới từ và tiếp vị ngữ tô. Giới từ cách sử dụng. Giới từ là tiếng dùng để chỉ sự tương quan ý nghĩa giữa một tiếng với một thuộc từ của nó. Ví dụ như là Siddhartha Rajakumaro Yasothara Yasaha Awahi. Thì ở đây chúng ta có cái chữ Saha, đó là giới từ. Lý do là lúc nào nó cũng có một cái từ đi cùng với nó là gì? Ở cách thứ ba. Thì ở những từ ngữ mà nó có một danh từ đi cùng với nó ở dạng như vậy thì người ta gọi nó là giới từ. Ở thứ hai đó là Ahang Aramasa Anto Tithami. Tôi đang đứng ở trong chùa. Thì ở đây chúng ta thấy là Aramasa Anto, tức là trước Anto thì lúc nào nó cũng có một danh từ đứng ở cách thứ sáu, cho nên Anto nó được gọi là giới từ. Thì tương tự với các chữ còn lại, nó có một danh từ có thể là cách 2, cách 3, cách 4, cách 5 gì đó đi cùng với nó, nhưng mà phần lớn đó là sử dụng ở cách sau. Lớn là sử dụng ở cách sau. Cái giới từ này thì nó khó, đó là mình phải biết đó là cái giới từ này nó đi cùng được với danh từ ở cách thứ mấy thì mình mới sử dụng nó được. Ví dụ như là ở đây mình có xá hoặc là sắc thinh, thì mình phải nhớ đó là xá sắc thinh nó đi với danh từ cách thứ mấy, âm to nó đi với danh từ cách thứ mấy. Dạ, thì mình mới sử dụng được. Còn nếu không làm biết sai hả? Dạ, biết sai hả? Thì cái phần này thì mình chỉ học kỹ biểu như vậy, chứ thật sự giới từ nó rất là nhiều. Rất là nhiều, và mỗi một giới từ như vậy thì có một giới danh từ đi cùng với nó. Có thể đứng ở tùy theo cái giới từ mà nó đòi hỏi cái cách của nó là cách thứ mấy. Dạ. Thì ở đây một số danh giới từ tiêu biểu. Anh nhát tác là ngoại trừ. Ngoại trừ này nó đi với cách thứ 5. Anh tô là bên trong. Thì
thì anh to đi bên trong để đi cách thứ sáu Arafat đề cập đến để đi với cách thứ hai Tiriyan ngang qua thì đi với cách thứ bảy Nana khác nhau. Chữ Nana khác nhau này thì tôi chưa thấy nó đi với cách thứ mấy. Poppe trước đây thì đi với cách thứ sáu Saha thì đi với cách thứ hai cách thứ ba Pacha sau này sau đi với cách thứ sáu Pahi ngoài đi ngoài bên ngoài thì với cách thứ sáu Vina ngoài trừ Vina thì nó đi với cách thứ hai dù ở đây thì nó ngoài trừ cái nghĩa giống nhau với Anyata nhưng mà Anyata thì nó đi với cách thứ năm Vina thì lại đi với cách thứ hai Quý Sung riêng từng em Quý Sung này thì cũng chưa thấy nó đi với cách thứ mấy Saka các ca thường đi với cách thứ tư Samantha đi với cách thứ sáu Santikan đi với cách thứ sáu thì đó là một số giới từ và các danh từ đi chung với giới từ đó mà nó mang cách thứ mấy thì mời lớp tập đọc một số giới từ này trước đi rồi chúng ta sẽ học thêm cái phần thi viện của tôi mời lớp anh khách mời lớp đọc phần giới từ này. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bạch sư con xin đọc một số giới từ ạ. Anyatra ngoại trừ, Anto bên trong, Arafa đề cập đến, Tiriyan ngang qua, Nana khác biệt, Nana khác biệt, búp bê là trước, Satin là cùng với, Pacha là sau này sau, Bahi ngoài phía ngoài, Quý Na là ngoại trừ, Quý Sung là riêng từng, Saka là có thể, Samanta là chung quanh, Santikan là gần với. Dạ, bà sư con xin hết ạ. Cô Diệu Bảo. Dạ, thưa sư con xin đọc một số giới từ ạ. Anh Nhá Tra ngoại trừ, Anh Tô là bên trong, Arafa đề cập đến, Tí Rí Giang ngang qua, Nana là khác biệt, Búp Bê là trước, Sắp Thinh là cùng với, Bác Cha là sau này sau, Bá Hí ngoài phía ngoài, Ví Na ngoại trừ, Ví Sung riêng từng, Sắc Ca có thể, Xá Măng Ta là chung quanh, Săn Tí Căng là gần với. Con xin hết ạ. Dạ, yeah, tử ban cái lá lên đi. Dạ, yeah, thưa sư xin đọc. Anh Nhá Trá là ngoại trừ, Anh Tô là bên trong, A Rá Bá là đề cập đến, Tí Rí Văn là ngang qua, Nana là khác biệt, Búp Bê là trước, Sát Thiên là cùng với, Bát Cha là sau này, sau, Bá Hí là ngoài, phía ngoài, Vina là ngoại trừ, Ví Xung riêng từng, Sắc Kha là có thể, Sam Manta là chung quanh, Sát Tí Căng là gần với. Dạ, tôi xưng xin hết. Tí Căng, Sát Tí Căng là gần với. Dạ, tôi xưng xin đọc một số giới từ. Anh Nhé Trẻ ngoại trừ, Anh Tô bên trong, RFV đề cập đến, Tí Rí Văn ngang qua, Nana khác biệt, Búp Bê trước, Sát Thinh cùng với, Bách Che sau này sau, Bá Hí ngoài phía ngoài, Ví Na ngoại trừ, Ví Xung riêng từng, Sắc Ke có thể, Xé Manta chung quanh,
Tân Tứ Căn gần với. Dạ thưa sư, xin hết. Là Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số giấy tờ ạ. Anh Nhã Trá ngoại trừ Âm Tô bên trong A Rắp Phá đề cập đến Tí Rí Răng ngang qua Ma Ma khác biệt Bất Kê trước Xét Thinh cùng với Bác Cha sau này sau ngày sau Ba Dí ngoài phía ngoài Quý Na ngoại trừ Quý Sung riêng từng Các Ca có thể Tám Anh Ta xung quanh thành tiết căng gần với là sư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc một số giới từ ạ. Anh Nhá Cha là ngoại trừ, An Tô là bên trong, A Ráp Phá là đề cập đến, Tí Rí Răng là ngang qua, Nana khác biệt, Búp Bê trước đây, Sát Thinh cùng với Bác Cha sau này sau, Bá Hí ngoài phía ngoài, Ví Na ngoại trừ, Ví Sung riêng từng, Sắc Kha có thể, Xá Măn Ta chung quanh, San Tí Căng gần với. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số giới từ. Anh Nhá Trá ngoại trừ, An Tô bên trong, A Ráp Phá đề cập đến, Tí Rí Răng ngang qua, Nana khác biệt, Búp Bê trước, Sắc Thiên cùng với, Bắc Cha sau này sau, Bá Hí ở ngoài phía ngoài, Quý Na ngoại trừ, Quý Xuân riêng từng, Sắc Ca có thể, Xá Măng Ta chung quanh, Sang Tí Căng gần với. Thưa sư xin hết ạ. Xin mời ông tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc một số giới từ ạ. Anh Nhá Trá là ngoại trừ, Anh Tô là bên trong, A Ráp Phá là đề cập đến, Tí Rí Răng là ngang qua, Nana là khác biệt, khác nhau, Búp Bê là trước, Sắc Thiên là cùng giới, Bát Cha là sau này, sau, Bá Hí là ngoài, phía ngoài, Quý Na là ngoại trừ, Quý Xuân, riêng, từng, Sắc Ca là có thể, Xá Măng Ta là chung quanh, San Tí Căn là gần với. Sư con xin hết ạ. Thưa sư, con xin đọc một số giấy tờ. Anh Nhá Trá ngoại trừ, An Tô bên trong, A Ráp Phá đề cập đến, Tí Rí Răng ngang qua, Nana khác biệt, Búp Bê trước, Sát Thiên cùng với Bát Cha sau này sau, Bá Hí ngoài phía ngoài, Quý Na ngoại trừ, Quý Xung riêng tận, Sát Ca có thể, Xá Man Ta chung quanh, San Tí Căn gần với. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc một số giấy từ ạ. Anh Nhá Trá là ngoại trừ, An Tô là bên trong, A Ráp Phá là đề cập đến, Tí Rí Răng là ngang qua, Nana khác biệt, Búp Bê là trước, Sắc Thiên là cùng với, Bát Cha là sau này sau, Ba Hí là ngoài phía ngoài, Quy Na là ngoại trừ, Quy Sung là riêng từng, Sắc Ca là có thể, Xá Măng Ta là chung quanh, San Tí Căn là gần với. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, có Phật tử nào muốn đọc nữa không ạ?
Thưa sư có thể nói lại giùm cho con là chữ anh nhá trá đó đi với danh từ cách mấy sư? Anh nhá trá đi với cách thứ năm, âm tô đi với cách thứ sáu, à, rắp hát đi với cách thứ hai, phi giang đi với cách thứ bảy, cốc bề đi với cách thứ sáu, sắp hình đi với cách thứ ba, bách hà đi với cách thứ sáu, bách hít với cách thứ sáu, vị nà với cách thứ hai, sắc ca với cách thứ tư, sắc mạnh ta với cách thứ sáu, tâm thi càng với cách thứ sáu. Dạ, sư cảm ơn sư. Rồi bây giờ chúng ta học luôn phần tiếp vị ngữ tô. Rồi chúng ta xem tiếp vị ngữ tô được sử dụng ghép với một số danh từ, tính từ và tại danh từ để thay thế cho sở thuộc cách, xuất xứ cách, định sở cách. Như vậy thì chúng ta thấy là tiếp vị ngữ tô nó có khả năng ghép với ba dạng từ ngữ, ba loại từ ngữ. Một là danh từ, hai là tính từ và ba là đại danh từ. À, đại danh từ. Rồi để thay thế cho ba cách đó là sở thuộc cách, xuất xứ cách và định sở cách. Ví dụ ở đây để cho thí dụ thay thế cho sở thuộc cách, sử dụng cách thay thế làm sao? Thay thế tức là thay vì mình chia nó ở sở dụng cách thì mình viết danh từ đó hoặc là tính từ đó rồi chúng ta thêm chữ tô, khỏi cần chia số ít số nhiều gì nó cũng vậy. Thí dụ ở đây đắc khi nát là phải, rồi cộng với tô thì đắc khi nát tô bên phải, rồi hoặc là út phá cộng với tô, út phá tô do cả hai. Y mát cộng với tô là y tô với cái này, với cái này. Thứ hai đó là thay thế cho xuất xứ cách, là danh từ đó thay vì mình chia ở xuất xứ cách thì mình viết lại cái danh từ, tính từ, đại danh từ đó cộng với tô. Ví dụ ở đây thay vì mình viết là nagara, nagaramaha, nagarasma thì giờ mình viết chữ nagara cộng với tô thì nó trở thành là nagarato, từ thành phố, tá cộng với tô, tá tô là từ đó, giá cộng với tô, giá tô từ đâu. Rồi thứ ba là thay thế cho định sở cách. Định sở cách là thí dụ như là múc khát, bây giờ mình xài ở định sở cách thì nó là múc thâm chí, múc khát minh hoặc là múc khê suốt. Nhưng bây giờ thì mình không chia nó ở dạng đó mà mình viết danh từ đó cộng với tô, thí dụ múc khát cộng với tô, múc khát tô trong miệng, ê cá cộng với tô, ê cá tô trong cùng một chỗ, áp tá cộng với tô, áp tá tô trong ta, uttara cộng với tô, uttara tô ở trên. Thì ở đây tiếp vị ngữ tô á, nó giúp cho mình giải quyết một số danh từ. Ví dụ mình thấy danh từ đó, tính từ đó, nhất là danh từ, mình không có nhớ bản chia nó, không có biết nó ở tính nào. Tại mình muốn chia nó, mình phải biết nó ở tính nào, thuộc dạng danh từ nào thì mới sử dụng nó được. Còn không thì sao? Cứ viết lại danh từ đó cộng với tô là không, cả số ít số nhiều đều sử dụng được. Cái này cũng là một cái cách ăn gian ở trong từ ngữ. Thay vì mình phải nhớ cái danh từ đó ở tính nào, phải chia theo bảng nào, thì mình chỉ cần nhớ danh từ đó rồi cộng với chữ tô, sử dụng cho ba trường hợp. Có thể là sử dụng cách, có thể là xuất xứ cách, hoặc là có thể là định sở cách. Có thể là định sở cách. Rồi cái đó là phần bài học số 10. Coi như là mình đã kết thúc phần văn phạm với phần từ vựng. Thì sau chúng ta sẽ đọc đoạn văn, cái lời trả lời câu hỏi, rồi sửa bài tập số sửa bài tập của bài học này, thì là bài số 10. Bây giờ mình còn 5 phút nữa thôi, mời lớp nghỉ. Rồi mời cô.
cầm. Dạ. Buổi học đã kết thúc. Chúng con kính tri ân sư đã dành thời gian giảng dạy Pali cho chúng con. Dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo có đường đến chư thiên. Dạ, xin mời cô. Dạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con xin thay mặt các học viên tụng kinh hồi hướng đến chư thiên buổi học hôm nay ạ. Akasatha chaphamatha devanaga mahittika bonnyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang. Akasatha chaphamatha devanaga mahittika bonnyang no anumodantu chirang rakhantu no garu. Akasatha chaphamatha devanaga mahittika bồn nhằng nô án ô mô đàn tu chi răng ra khàn tu nhà ta vô a ca sát tha chắc phâm ma tha đề hoa na ga ma hít tí ca bồn nhằng nô án ô mô đàn tu chi răng ra khàn tu ba ni nô a ca sát tha chắc phâm ma tha đề hoa na ga ma hít tí ca bồn nhằng nô án ô mô đàn tu chi răng ra khàn tu nô sa đa y đăng qua ta nô bôn nhân a sa qua kha ya qua hằng hòn tua na ga tê ca lê sa thú sa thú sa thú sa thú sa thú. Lớp học kết thúc. Dạ, kính mời quý học viên quay trở lại lớp Pali vào ngày thứ ba hàng tuần vào lúc 19:30 đến 21:00. Lớp sư và lớp con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Con kính chào lớp ạ. Con kính tri ân sư buổi học. Con kính tri ân sư. Rồi, xin chào lớp.